Tôi tên là Trần Thị Thúy, tôi sinh năm 1993. Tôi đến từ sàn Tân Sơn Nhất. Làm ở Hưng Thịnh đã được 9 tháng và tôi quyết định chọn Hưng Thịnh là công ty để mình gắn bó công việc cũng như là sự nghiệp của mình. Trong kinh doanh tôi luôn quan niệm là trách nhiệm, nhiệt tình, bền vững với khách hàng của mình. Lần đầu tham dự cuộc thi Miss, tôi cảm thấy rất là vinh dự bởi vì đây là cơ hội để cho tôi được thử thách bản thân cũng như rèn luyện sự tự tin và cùng các bạn tham dự tạo ra một nét văn hóa đẹp cho công ty Hưng Thịnh.